Hôm nay sau 5 tháng thanh lọc rừng gọi, ba Đó. con đã lành một trăm Đó, phần sau trăm 5 tháng thanh lọc thì chân chân là không có phải đó có nguy cơ phải tháo khớp mà không có còn phải tháo khớp nữa. Đây, đây nha, là người thương. Người thương có thể nhìn thấy. Wow. Đây là người thương. Đây, thầy thầy Vượng với người thương cho hãy xem nha. Đây. Đó. Thưa với thầy Vượng, chắc là thầy Vượng tí nữa sẽ chia sẻ. Chúng ta đã hiểu rằng đó với một người tiểu đường 30 năm và khi mà chúng ta đi biển rồi bị là đó một cái vết nó gây cho xước ở cái gót chân như vậy và cuối cùng rồi đi nhiều ngày ở bệnh viện và nó không có khỏi mặc dù là dùng tất cả mọi cái thuốc cũng như là cái phương tiện mà hiện đại đã hỗ trợ và chân của người thương có nguy cơ phải tháo khớp và cuối cùng rồi hậu duyên đối với rừng gọi bây giờ không có phải tháo khớp nữa. Xin được chúc mừng người thương bảy và xin mời người thương bảy với con Minh Tâm hãy có đôi lời chia sẻ cùng với cả nhà. Đây là chỉ là một cái vấn đề tiểu đường thôi và cái chân không phải tháo thôi ạ. À. Còn lại thì rất là nhiều câu chuyện. Xin mời người thương bảy với con Minh Tâm ạ. Kính thưa thầy, kính thưa thầy Dượng, kính thưa ban tổ chức, kính thưa tất cả người thương hôm nay. Thì con bệnh tiểu đường thì đến nay là 30 năm, thì hôm đi rừng gọi là 29, năm nay là 30 năm rồi. Thì thật ra thì cái nghề nghiệp của con trước kia là công chức nhà nước, do đó là cũng có thời gian nó bận rộn với công tác nhà nước thôi, thì 37 năm công tác và sau này thì hưu ra 10 năm 11 năm, còn thời gian bệnh tiểu đường là 30 năm. Thì xin kể lại cái bệnh tiểu đường để cho các người thương nghe và có thể nghiên cứu lại, bởi vì cái bệnh tiểu đường đó thì thực tế nó là một cái triệu chứng. Và bây giờ đa số người là bệnh, thí dụ 10 người mình ngồi bàn chung là hết 8 người, nhưng mà có người dốc dốc họ không thông tin, còn con thì coi như là phải gặp tới đâu hỏi tới đấy, nghe nói bệnh tiểu đường quái lắm, hỏi hỏi này hỏi nọ, thì đến rốt cuộc đó thì nằm bệnh viện cái đợt cuối là cái bệnh là nãy cái chân, thì coi như là sau đó thì 37 ngày nằm bệnh viện điều trị thì nó không hết, tốn tiền rất nhiều. Thì sau đó nghe sinh ra rừng gọi để học 7T, thì lần đầu tiên đó thì học khóa 29, thì cái thời gian học đó thì nói chung là khoảng 10 ngày trở lại. Thì hồi đầu đi á, thì mình rất lo, bởi vì cái bệnh tiểu đường nó biến chứng nhiều nhiều thứ lắm, bởi vậy xin kể cho người thương để theo dõi cái bệnh tiểu đường của mình. Bởi vì trong 3 4 năm đầu thì nó khởi đi một bệnh khác, rồi tới thời gian 3 4 năm sau là có bệnh khác. Ví dụ bây giờ cái tiểu đường nó có thì cái triệu chứng ban đầu là nó xảy ra đó là cái bệnh là ba cao một thấp, người ta hay thường nói vậy, tức nghĩa là đầu tiên thì nó đẻ ra là cao mỡ, cao máu, cao đường và một thấp đó là thấp cốp. Sau đó thì có diễn biến khác, có rất nhiều cỡ 12 thứ thứ bệnh nhỏ nhỏ trong cơ thể của mình đó, thí dụ như là ngứa ngáy, rồi cái cuối cùng nữa là tim yếu, rồi thận yếu, gan rồi này, cái ăn uống nó mệt mỏi, và đồng thời là coi như cái bệnh sau này đó là mờ mắt và đuôi mắt, có nghĩa là bây giờ đó thì mắt trái là đuôi còn mắt phải là mờ, thì coi như hồi trước thì coi như sau đang đi mỗi tháng là phải điều trị đi 2 lần, mắt là đi 2 lần, còn tiểu đường thì cũng đi từ 1 tới 2 lần theo cái lịch cho thuốc. Nhưng mà tới tới thời gian cuối đó thì hẹn 19 tháng 5 là mổ, nhưng mà nghe nói chuyện gọi là coi cho tới ngày, do đó là không có đi mổ giờ đi luôn ra đường gọi. Thì đó là học khóa 29, thì ban đầu mình cũng rất lo,
lo chỗ là không biết như thế nào, nhịn ăn như thế nào. Rồi nhiều người họ bàn nhau, họ kể nhau là sợ chết, sợ gì mình thì không quan tâm, mình nó có gì đâu, đủ có chết cũng không sao, bị mình mấy chục năm rồi. Do đó là đêm đó là cứ nằm ngủ thì mình thấy nhịn đói nó không có sao, cũng không có mệt mỏi thường. Rồi sau đó thì ăn ra thì cũng theo quy định chấp hành tốt về cái nội quy của rừng gọi thì mình thấy nó rất tốt. Nhưng mà sau thời gian đó về nhà thì coi như mình thực hành theo cái rừng gọi đó, có những cái kiếm quyết, ví dụ như mà về nhà thì ăn uống thì răng nó yếu, do nó cũng nhai cũng không được, bị người tiểu đường nó yếu lắm. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện chế độ ăn đó, thì mình không tuyệt đối lắm. Ví dụ như trong 4 tháng đầu mình về mình vẫn ăn số 7, và có bữa cũng phải ăn gạo, không phải gạo lứt mà là gạo dối đó, có nghĩa là còn ít cám. Thì cho đến nay thì coi như đợt thứ nhì thì tôi đi đường gọi ở trên Nam Cát Tiên cũng 3 ngày, thì bây giờ con người nó rất khỏe, và đồng loại thuốc thì không sử dụng nữa, thuốc tây chỉ có thuốc tàu thì có sử dụng thuốc ít hoặc là không sử dụng. Thì coi như tiểu đường bây giờ cũng hồi trước là chích, và ngày 2 lần uống, ngày 2 lần. Rồi về đây tới nay 9 tháng là không dùng thuốc, cả thuốc tim mạch, cả thuốc thận, cả thuốc gì không dùng hết. Chứ hồi trước là cứ dùng lịch mỗi ngày để sắp lịch ngày nào đi bệnh viện gì. Bây giờ sau này không tốn, coi như là đã nay là 9 tháng rồi. Thì qua cái kết quả đó thì thấy tới ngày hôm nay đó thì các bệnh nhẹ 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 nó giảm lần. Nói chung nó không giảm một lần mà tới ngày nó giảm lần. Thì bây giờ con người ngủ thì nó dễ ngủ. Cái thứ hai nữa là dậy là nó tỉnh hơn hôm trước. Cái thứ ba nữa là coi như cái đầu óc mình làm như nó hơi nhẹ nhàng đi. Bởi vì tôi về 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 nhà đó thì mình ăn uống như vậy, nhưng mà có tập thể dục, đi bộ thì buổi sáng vẫn coi như là 30 phút trở lên, bữa nào cũng đi tập. Rồi ăn uống cũng có chế độ nhưng mà cũng không thật tuyệt đối lắm. Thì những cái điều kiện mà đã trải qua rồi ở đợt 1 thế, còn đợt 2 thì đi ở Nam Cát Tiên thì đi 3 ngày nữa, thì có những kết quả càng ngày nó hiểu rõ rõ. Cho đến hôm nay đó thì đa số con người tôi giờ nếu mà nói về bệnh đó, thì gần như cái chữ không không còn bệnh gì hết, còn cái chân á, phải thầy có cái thì như là về cũng vệ sinh rồi không có tốt tiền thuốc nữa. Thời trước là tốt tiền lắm, hay không là phải tốt nhưng mà không đâu. Bây giờ thì đi nó đều, sáng đi thì đi bộ được 30 phút rồi ngồi nghỉ chút khác đi bộ nữa. Thì cái này tôi xin thông tin tất cả những người chuẩn bị đi thanh lọc. Thì cái thứ nhất là cái thanh lọc mình phải biết trước cái lý thuyết trước, rồi sau đó mới dễ lên trên đó mới dễ. Cho nên mình không biết lý thuyết rồi còn mới. Cái thứ hai nữa là tập trung tư tưởng, cứ chấp hành theo nội quy, và đồng thời mình nói thẳng thừng là ai mà không sợ chết thì vô đừng gọi, dễ 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 học lắm. Còn nếu mà ai sợ chết cứ sợ hoài, tâm tính rồi tim mình nó đọc không đều, thì đó là những cái điều kiện mà đưa ra. Thì báo với bà cô bác thì tôi đã trải qua, thì có gì thắc mắc thì có thể là gặp trực tiếp thôi để giải thích thêm. Chứ còn giờ đến là 9 tháng nay không dùng thuốc hết. Coi như ăn thì mới đầu về nhà có ăn cả lúc với mẹ không được 2 tháng. Sau đó thì trở lại ăn gạo sành với lại
chế độ thực dưỡng thì con người nó rất khỏe, rất nhẹ nhàng chứ không thức nặng nề, rồi đầu óc cũng còn mênh mông. Bây giờ thì ngủ nó ngon. Đó là những kết quả và cũng thông tin cho quá nghe để rồi có thể là mình lên trên đường gọi á, hoặc là trên trên các cái nơi đó mình học tập thể nó dễ hơn, chứ về nhà thực tế mình không có tập thể làm như sự sức mạnh nó không có. Về nhà nhiều người họ cũng ăn gấu lúc mà mẹ mà ăn kiểu không có ai lên trên đó thể truyền sức mạnh cho mình, thì qua kết quả thế cũng xin báo với bà con hôm nay là coi như con cũng xin chúc lần gọi là coi như là vững mạnh thêm, bởi vì con thấy cái tinh thần phục vụ của ở trên đường gọi con đã mấy chục năm rồi, đi khám bệnh đi nhiều nơi, đi chỗ nào là cái chăm sóc là ở trên đó tuyệt vời, nói chung cái gì tâm lý cho người chăm sóc tuyệt vời, còn mình đi bệnh viện được thôi mình mong. Xin so sánh thế để rồi cùng nhau là trao đổi để bà con là rõ thêm và là tin tưởng vào đường gọi. Đây là một môn khoa học cổ truyền mà trước giờ mấy chục năm trước mình nghĩ ông bà mình có làm nhưng mà chưa rõ ràng, nhưng mà giờ thấy nó tương đối nó rõ. Xin cảm ơn thầy và vâng Sa lắng nghe. thủ đành thay. Vâng, thì xin biết ơn người thương bảy đã chia sẻ, và bên cạnh thì có con gái cũng đã từng thanh lọc chuyên sâu cùng với người thương bảy, và bây giờ thì còn rất là nhiều người thương đang có mặt trong chương trình hôm nay, cũng mong muốn được chia sẻ, nhưng mà tuy nhiên thì thời gian có hạn, và thầy Vượng cũng có mặt trong chương trình tối nay nữa và cũng sẽ có chia sẻ với người thương. Thì bây giờ nếu mà ngắn gọn trong vòng 1 phút đến 2 phút thì con tâm mong muốn nói điều gì ạ? À, nơi trải nghiệm mà bảy tơ thanh lập đường gọi ở con với cũng như gia đình, con muốn nói điều gì trong 2 phút ạ? Dạ, trong 2 phút, dạ con kính chào sư đường gọi Bác Phượng và tất cả các người thương có mặt trên Zoom ngày hôm nay. Thì con với là một người trẻ thì những cái lối sống trước đây của con á nó cũng không có được tốt lắm, thức khuya rồi dậy trễ rồi ăn uống không có khoa học. Thì sau khi tham gia khóa hành lập rừng gọi cùng với ba của con và lúc đó có mẹ của con nữa, thì con đã thay đổi cách ăn uống và thời gian ngủ nghỉ. Thì con cảm thấy là thứ nhất là cân nặng của con đã giảm, và da dẻ của con hồng hào hơn. Và cái thứ hai đó là lúc trước con bị khó ngủ, vì làm ngủ xong rồi bị nghẹt thở giữa đêm thì phải ngồi dậy mà thở, tức là mệt mỏi. Và sau đó thì sau khi thanh lọc rừng gọi thì hiện tại thì tình trạng này được cải thiện rất là nhiều. Và cái thứ ba là về vấn đề kinh nguyệt của con, cái đó là điều con rất là lo lắng. Thì lúc trước thì trước khi thanh lọc á, thì lúc nào con cũng đau bụng mà uống thuốc và không kinh nguyệt không đều. Thì sau khi thanh lọc thì tất cả đã trở về bình thường. Thì con cũng như gia đình rất là biết ơn đến rừng gọi, các sư thầy, các Lương Y Thủy, bác sĩ Hân, cô Huệ, sư cô Như Ngọc. Và con chúc cho tất cả các người thương đang thanh lọc và sẽ thanh lọc sẽ có một quy trình thanh lọc thành công tốt đẹp, và ai cũng nhận được lợi lạc như là gia đình con đã từng. Dạ con biết ơn. Và hết ạ. Xa thủ lành thay.